lâu lâu mới nhập cô giấy một lần mà sao nó vẫn xui vậy cả. Tôi thề là tôi không có cái chuyện là để dành cô giấy gì đâu nha. Chẳng qua là nhà phát hành cho cô giấy đúng cái dịp mà mình đang đi vi vu ở Nha Trang du lịch lễ thôi mọi người. Nhưng mà ai ngờ đâu sau khi quay trở về thì mình nhập hai cái cô giấy hết hạn. U là trời, may mà còn cái cô giấy cuối cùng nó an ủi tinh thần của tôi đó nha. Không mấy mai muốn nhà phát hành cho cô giấy cho cái hạn dài dài ra xíu được không? Cỡ 1-2 năm rồi đó. Chứ đã mang tiếng cho free rồi mà còn cho thời hạn nữa. Thương người thì thương cho trót luôn nhà phát hành ơi. Nếu được vậy thì em xin kêu cả dòng họ vào chơi game nha.